Con phải đối xử tốt với con gái của mẹ, phải cho nó hạnh phúc cả đời nha con. Ba mẹ yên tâm, con nhất định đối xử tốt với Gia Gia. Ba, mẹ, con thật sự không muốn rời xa ba mẹ. Con quyến luyến quá. Sau khi gả về nhà họ Cao rồi, không có giống như ở nhà mình đâu. Tính nết, tính tình đều phải thay đổi. Phải học cách hiếu thảo với cha mẹ chồng. Tất cả mọi chuyện lấy gia đình làm hàng đầu, mới được người thân yêu quý, mới hạnh phúc được.